Sơn có thương em Sơn. Bây giờ mình phải hỏi cái người mà chung phe mình nha. Mình hỏi mấy cái người không chung phe mình dễ bị quê lắm. Sơn ơi, Sơn có thương mi không? Trả lời không là chết luôn. Xuống xuống trả lời luôn kìa, quê quá tôi thương mi cho hả, thấy không, con mi thương em kìa, chị không thương em thì con mi nó thương em. Giờ ta đây đã đến bên nhau rồi mà sao anh chẳng nói. Barbie ăn cơm chưa Barbie? Thời gian cho em năm sao lại đi mua skin này. Yeah, còn lấy cái skin chơi. Thôi bây giờ mình chơi luôn không? Tối đi. Làm tí có người mua skin cho mi kìa. Sẽ không bao giờ buồn. Biết đâu bất ngờ hai ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mùa ngân nga câu su tình. Em giận Xuân rồi, lúc này Xuân nó làm sao đâu á, nó bán cơm sườn cái hầu như là nó bị sao đâu á, nó bị thằng nào hốt hồn nữa rồi, nó không còn thương em nữa. Cảm ơn anh Johnny. Buồn quá, một lát phải lao cái vũng nước đó nữa đó. Trang ăn hại quá, Trang không có giúp được em gì hết trơn. Trang chỉ giỏi là dụ dỗ với em đó. Trang dụ em mỗi lần có skin mới cái Trang mua cho em, mỗi lần ra tướng mới là Trang mua cho em, nếu Trang không có đủ cái gì hết trơn mút Trang đi, đừng giải thích nữa, đừng giải thích nữa. Sương giải thích là Sương đang ngụy biện đó. Mi Mi với Sương tạm chia tay nhau nha, chia tay nhau 10 tiếng thôi, 12 tiếng đi, không để coi tính từ chiều đi, 12 tiếng đi, 12 tiếng đi, qua ngày mai cái mình quen tiếp. Chưa nha, bây giờ là vẫn còn quen nha, tới chiều này mới chia tay nha, đúng 6 giờ chiều mình chia tay nha. 6 giờ chiều là 6 giờ chiều đừng có đi vô gummy chơi nha. Đúng rồi, em cũng kiếm mấy đứa giải thích lắm. Đúng không? Kết thúc kiểu gì vậy? Là kết thúc kiểu 12 giờ đó. Đúng không? Mình kết thúc 12 giờ thôi. Mà thôi đừng giải thích nữa, giải thích rồi ngụy biện nó đi, bán cơm sườn đi, bán cơm sườn gì đâu mà thằng chồng gì đâu bán cơm sườn mà không bao giờ cho vợ một miếng sườn ăn nữa, cứ cho ăn uống thịt muốn chết bà luôn rồi, suốt ngày á muốn ăn một miếng sườn năn nỉ. Sương ơi anh cho em ăn một miếng sườn nha, hôm nay em làm việc nhà giỏi lắm anh cho em một miếng sườn nha, cứ nó nói ăn bà nội mày đó, nó trả lời vậy đó, thằng chồng vậy đó, rồi xin tiền.